Người Colombia nhảy qua khu bảo tồn Monserrate tên từ Bogota. Người đàn ông liều mạng Jonathan Flores đã bay qua khu bảo tồn Monserrate của thủ đô Bogota vào hôm thứ Năm trong bộ đồ cánh dơi đặc biệt của mình. Vừa mới lập được 4 kỷ lục thế giới, ông Flores trở về Bogota để nhảy ra khỏi một máy bay trực thăng bên trên đền thờ Công giáo có từ thế kỷ 17, nằm trên một ngọn núi ở độ cao 3.000 mét trên mực nước biển. Lượn trên bầu trời thủ đô Bogota, ông Flores đã đạt tốc độ trên 160 km/h khi ông lướt qua không khí. Màn biểu diễn của ông Flores và người đồng hành đã được thâu lại bằng máy ảnh gắn trên người của họ khi hai người bay qua khu bảo tồn nằm trên đỉnh cao chót vót của ngọn núi Monserrate ở Bogota. Màn nhảy đã bị trì hoãn gần 5 tiếng đồng hồ do tầm nhìn hạn chế ở Bogota. Ông Flores đã vui mừng với thành công sau đó. Ông nói đó là một khoảnh khắc rất tinh khiết, một sự tập trung rất zen. Vào lúc đó, ông đã nghĩ ngọn núi này quá đẹp và ông đã thay đổi góc độ để có một đường bay hoàn hảo như mong muốn. Những người đứng xem bên dưới đã gần như nín thở cho đến khi ông Flores lướt thành công xuống mặt đất. Ông Alexander Vela nói đây là một hình ảnh ngoạn mục. Ông Jonathan Flores đã có 4 kỷ lục Guinness thế giới với bộ đồ cánh dơi trong các hạng mục, trong khoảng không gian dài nhất, nhảy cao nhất, khoảng cách bề ngang xa nhất và khoảng cách bay tuyệt đối lớn nhất.